kính chào quý vị và các bạn. Sau đây sẽ là thời lượng của chuyên mục Bảo hiểm xã hội với cuộc sống. Một số tin tức đáng chú ý sẽ mở đầu cho chuyên mục tuần này. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, đến nay người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là 517.242 người, tỷ lệ bao phủ 93,5% dân số toàn tỉnh. Trong đó cấp mới gia hạn 1.924 thẻ bảo hiểm y tế, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 114 tỷ đồng, giảm 6,86% so với cùng kỳ năm 2023, 222.896 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm 9,13% so với cùng kỳ năm 2023, giải quyết 719 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trả 10,754 triệu đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp đôn đốc tổ chức dịch vụ thu triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu số người tham gia bảo hiểm xã hội toàn tỉnh đạt 58.730 người, tương đương tỷ lệ 25,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 537.090 người, đạt tỷ lệ 97% dân số. Từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Lâm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được hơn 49 tỷ đồng, đạt 41,6% kế hoạch. Theo thống kê, đến nay huyện Bảo Lâm đã có hơn 70.400 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, hiện bảo hiểm xã hội huyện đang quản lý là 2.519 người, bảo hiểm xã hội tự nguyện lũy kế từ đầu năm là 575 người, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 2.075 người, bằng 93,2% so với chỉ tiêu kế hoạch bảo hiểm xã hội tỉnh giao, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 96% dân số. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục được đảm bảo, chi trả giải quyết chế độ lương hưu, trợ cấp với số tiền 12,8 tỷ đồng cho 369 người, cấp mới 627 sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế, chi gần 5,7 tỷ đồng cho 15.914 lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với nhiều cơ quan để xác minh, thực hiện hiệu chỉnh, đồng bộ xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 65.113 người, đạt tỷ lệ 99,8%. Hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng 8.927 tài khoản VSSID cho người dùng. Phối hợp với 13 trên 13 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện tra cứu thông tin bằng căn cước công dân với 24.128 lượt tra cứu thành công, đạt 70% trên tổng số tra cứu. Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội huyện Bảo Lâm tiếp tục phối hợp với cơ quan bưu điện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các hội đoàn thể, tuyên truyền vận động trực tiếp hội viên, người dân đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời làm tốt công tác theo dõi, vận động tái tục để đảm bảo duy trì và phát triển đối tượng tham gia một cách bền vững, chủ động phối hợp với ngành y tế nâng cao hiệu quả công tác quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, chống lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, trong nhiều năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong việc tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình bằng những hình thức tuyên truyền đổi mới và linh hoạt. Thực hiện mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo chương trình hành động kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết số 28 NQTU của tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực chủ động tham mưu, đề xuất, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam của tỉnh. Công tác bảo hiểm xã hội được cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở xác định là nhiệm vụ chính trị của địa phương, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp tỉnh, cấp huyện, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội cho các huyện, thành phố để tiếp tục giao chỉ tiêu cho các xã, phường, thị trấn để tổ chức triển khai thực hiện. Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu cho tỉnh ủy, tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai nghị quyết, đưa nội dung của nghị quyết vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để đưa chính sách bảo hiểm xã hội tới mọi tầng lớp nhân dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan trong hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, nhất là công tác tuyên truyền phát triển người tham gia.
phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tuyên truyền vận động hội viên, người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội trên các trang mạng xã hội, tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Đối với Tỉnh đoàn Thanh niên, thực hiện công tác phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tăng cường tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên về chính sách của Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, cũng như vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các nội dung tuyên truyền giáo dục pháp luật đến đoàn viên thanh niên, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả đã đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của tỉnh, xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong đoàn viên thanh niên. Trong đó tập trung chỉ đạo các cấp bộ đoàn toàn tỉnh lồng ghép nội dung tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đoàn viên thanh niên trong các chương trình sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rà soát theo dõi và vận động các đối tượng đoàn viên thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ chung của hai ngành. Tại hội nghị tập huấn thì cũng được các đồng chí báo cáo viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng thông tin tới đoàn viên thanh niên về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và lợi ích cũng như là vai trò của các chính sách trên đối với công tác đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân. Những nội dung này thì rất là hữu ích đối với đoàn viên thanh niên, giúp các đồng chí nâng cao nhận thức về ý nghĩa xã hội cũng như ý nghĩa nhân văn của các chính sách trên đối với đời sống của nhân dân và giúp các đồng chí hiểu được quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như là bảo hiểm thất nghiệp. Và thông qua những hoạt động như vậy cũng góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và các cấp bộ đoàn trong công tác tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong đoàn viên thanh niên và toàn thể nhân dân. Qua đó hướng tới mục tiêu tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong toàn dân và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Bản thân tôi khi đã được nghe tuyên truyền về lợi ích chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tôi nhận thấy rằng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế rất cần thiết đối với cuộc sống của mỗi người dân. Các chế độ như chế độ đau ốm, chế độ thai sản, chế độ tai nạn lao động, hưu trí là những chính sách thiết thực đối với đời sống xã hội hiện nay. Bản thân tôi trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền đến gia đình, người thân, nhất là đoàn viên thanh niên trong độ tuổi trưởng thành là những người chưa biết đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm để góp phần thực hiện phát triển đất nước, an sinh xã hội, làm tốt mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, toàn dân mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trong năm 2023, các cấp bộ đoàn đã tăng cường tuyên truyền về các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện truyền thông của đoàn. Tỉnh đoàn thanh niên duy trì chuyên mục Đoàn viên thanh niên tìm hiểu pháp luật và thực hiện tuyên truyền trên website tỉnh đoàn, bản tin thanh niên và trang fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng. Năm 2023 đã đăng 20 tin bài trên website tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng, tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tăng cường tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, hàng quý, tỉnh đoàn phát hành 1.000 cuốn bản tin thanh niên, trong đó có đăng tải tin bài tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ban Thường vụ tỉnh đoàn lồng ghép tổ chức nội dung tập huấn kỹ năng tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng,
cho trên 300 cán bộ đoàn hội toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức sinh hoạt chi đoàn, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời trực tiếp đi cơ sở, tổ chức sinh hoạt điểm, từ đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Năm 2023, tổ chức tuyên truyền điểm tại 13 xã thuộc các đơn vị Quảng Hòa, Hà Quảng, Trùng Khánh, Thạch An, Hạ Lang, Thành Phố, Nguyên Bình, thu hút 715 đoàn viên thanh niên tham gia. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với các đơn vị là Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Liên đoàn Lao động về thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì trong thời gian qua thì Tỉnh đoàn Thanh niên thì luôn là một trong những đơn vị tích cực trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên, đoàn viên và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Và một trong những điểm mới, điểm nổi bật của Ban Thường vụ tỉnh đoàn trong công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đó là bên cạnh việc chúng tôi sử dụng những cái phương thức tuyên truyền phổ biến, truyền thống như triển khai các hội nghị chuyên đề, tổ chức các buổi sinh hoạt chi đoàn điểm trên địa bàn dân cư, đăng tải những bài viết, những nội dung, thông tin liên quan đến tuyên truyền, phổ biến chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các trang thông tin của tổ chức đoàn, hội các cấp. Thì chúng tôi cũng tổ chức nhiều các hoạt động tuyên truyền trực tiếp đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Có thể kể đến như là tổ chức các chương trình tuyên truyền xung kích tại các xã, vùng sâu, vùng xa, thông qua hình thức sân khấu hóa sinh động với các tiểu phẩm có các nội dung liên quan đến chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện việc ra quân tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và người dân cài đặt ứng dụng VSSID cho đoàn viên thanh niên, cũng như là tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về pháp luật, về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thì cũng thu hút được trên 15.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức tọa đàm về vai trò trách nhiệm của thanh niên đối với bảo hiểm xã hội, thành lập và duy trì chuyên mục đoàn viên thanh niên tìm hiểu pháp luật trên website của tỉnh đoàn Cao Bằng, trong đó cũng có rất nhiều những nội dung được đăng tải liên quan đến tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Và thông qua những hoạt động như vậy thì đoàn thanh niên tỉnh cũng đã góp phần cùng với bảo hiểm xã hội tỉnh mở rộng mạng lưới an sinh xã hội và lan tỏa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tỉnh đoàn Thanh niên đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong đoàn viên thanh niên, xây dựng bộ công cụ tuyên truyền infographic trên mạng xã hội nhằm tăng cường về nội dung và hình thức của cuộc thi, đã có trên 7.000 lượt tiếp cận, 352 lượt tương tác trên trang fanpage Tuổi Trẻ Cao Bằng. Qua việc tuyên truyền, cuộc thi đã thu hút gần 10.000 lượt thí sinh dự thi. Ban tổ chức đã trao một giải tập thể, 9 giải cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi. Cùng với đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tổ chức hai hoạt động tuyên truyền xung kích ở cơ sở thông qua hình thức sân khấu hóa, tuyên truyền về các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện với sự tham gia của trên 500 đoàn viên thanh niên và nhân dân. Tăng cường chỉ đạo các cấp bộ đoàn phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, theo dõi, vận động các đối tượng đoàn viên thanh niên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Trong thời gian tới thì để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trong đoàn viên thanh niên và nhân dân, thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn thì cũng sẽ triển khai tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp như sau. Thứ nhất là tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng với Tỉnh đoàn Thanh niên trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thường xuyên củng cố, tổng hợp, đánh giá, đúc kết kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện. Thứ hai là đẩy mạnh việc đổi mới các hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các bộ nhận diện, các công cụ tuyên truyền sáng tạo, bắt mắt, gần gũi với thị hiếu của thanh niên, để cho đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng một số những cái nền tảng mạng xã hội mà đang có lượt thanh niên quan tâm sử dụng, thì đó cũng sẽ là một trong những cái hình thức để chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tới. Và thứ ba, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn làm công tác tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thông qua các lớp bồi dưỡng, các hội nghị tập huấn chuyên đề cũng như là các
buổi sinh hoạt để làm sao mà nâng cao cái chất lượng của đội ngũ làm công tác tuyên truyền lên để đáp ứng với yêu cầu của công tác tuyên truyền trong tình hình mới. Với nhiều hoạt động linh hoạt trong công tác tuyên truyền phổ biến về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội đã góp phần cùng với toàn tỉnh mở rộng phát triển được nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Năm 2023, toàn tỉnh có 52.692 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 89,8% kế hoạch. Trong đó, 35.641 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 17.051 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 27.587 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 97,1% kế hoạch. 521.723 người tham gia bảo hiểm y tế với tỷ lệ bao phủ dân số 95,2%, đạt 100,2% kế hoạch năm. Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường mở rộng phát triển đối tượng là đoàn viên, hội viên tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Chuyên mục ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.